Xin chào mọi người ha, chào mọi người trở lại với kênh điện tử văn chắc của mình. Thì mình có nhận được một cái lô mạch là gồm ba cái mạch như thế này. Thì cái mạch công suất của T20, T21 anh em đây. Thì tôi sẽ test cho anh em xem thử nha, test cho anh em xem thử. Thì cái này tôi đã tháo một cái miếng nhôm bên đây ra rồi, tôi tính tôi làm luôn. Nhưng mà hiện tại thì cái chỗ mình trời nó đang mưa mưa mà bây giờ nó cũng đang ngưng rồi, bây giờ nó ngưng rồi mình mới làm video được, mới nói chuyện được ha. Nhưng mà trời mưa gì thì trời bên ngoài nó còn chuyển ha, cho nên là không có đi làm được, cho nên là ở nhà sửa nha. Rồi thì đây mình sẽ có cái bộ huyền thoại của mình là cái mạch theo gồm có CP chống giật và một cái bộ nguồn nó đã qua bóng đèn rồi ha. Rồi ở đây thì mình có cái mạch là nó tương tự như cái mạch T21 nha. Thì mình chỉ lấy cái biến áp thôi, lấy biến áp ra đây để cấp nguồn thôi ha. Thì biến áp giống nhau cả. Đây, mình cắm điện vào nè. Đây anh em quan sát cái bóng đèn ha. Thì nó anh em thấy không? Khi mà cắm vào là không có động tĩnh gì hết trơn nha. Đấy. Rồi. Khi mà mình bật cái công tắc cho nó nè, đây anh em xem nè, đấy, anh em thấy không, sáng như là chập nặng lắm nha anh em, nè, còn hơn là cái cây xịt cá nữa. Sáng như là chập nặng lắm nha. Thì chập như thế á thì sẽ dẫn đến hiện tượng là sẽ đứt cái cầu chì nha. Cái cầu chì nguồn ở chỗ này này nè, chập gì thì có khả năng đứt cái cầu chì nguồn ở chỗ này lắm. Do mình có bóng đèn cho nên là không đứt được đâu nha. Còn anh em mà không có bóng đèn đó thì đưa vào cầu chì nguồn sẽ sụp. Rồi, thì ở đây là cái phần công suất nè. Đấy, công suất thì chỉ có hai con phát công suất này thôi, như một con này là con tiếp tiếp 41, tiếp 41 là dạng chanh chanh, là dạng chanh ngược nha. Tiếp 41 là dạng chanh ngược thì để điều khiển cho cái nguồn dương. Rồi thì đây tôi tiến hành tách thử cái MOSFET ra nha anh em. Thử cái MOSFET ra. Tách hai con MOSFET ra nha. Thì anh em nó có ba chân gì nè, anh em đừng có hút, anh em đừng có dùng cái hút chì. Em dùng hút chì hút là nó cái hút chì nó giả là ba là mạch nó hỏng hết rồi. Anh em vuốt ngang gì lấy tay nhổ ra thôi. Đây. Ha, rồi xong rồi sau khi mà nó ra con MOSFET đó thì anh em mới tiến hành lấy cái hút chì anh em hút. Nha. Vậy cái mạch nó mới ok được, còn không thôi là một số tôi thấy một số anh em làm á, nó dễ bong cái mạch lắm ha, là do làm không đúng, do là không đúng như là không không đúng cách ha. Rồi thì đây mình hút vậy là được thôi đấy. Do cái mạch này là mạch hai lớp nha, cho nên là này mình chỉ làm mẫu thôi ha, không không hút hết. Mạch hai lớp cho nên là anh em hút có chân linh kiện em hút rất là khó, anh em phải tháo ra như thế đấy. Rồi thì sau khi tháo ra ha thì tiến hành đo thử bóp cái có chặt không nha. Đây chặt thông nè anh em thấy không nè, hai bên đều thông gì không không hết nha. Đây thông gì không không hết nha, chập cả hai con luôn. Thì MOSFET chập thì phải 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 tiến hành khò luôn cái tiến hành khò luôn cái con IC sức hai con chánh hai này ra nha. Đấy, MOSFET chập thì con này nó chết rồi, không có không 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 có sống đâu. Do phần này không có chanh to điểm mà, cho nên là nó dội cái áp về cái con này rồi.
không thể nào sống được nha. Rồi thì mình tháo bốn con tụ ở đây ra ha. Đây. Cho nó chống cái chỗ để khò lấy con IC ra. Chứ không gì chứ. OK ha. Rồi thì sau khi mình tách ra thì hiện tại đang cấp nguồn nè, hết chập rồi ha. Đây hết chập rồi, tiến hành kiểm tra máy mất nguồn ha. Thì ở đây là 5.1 à. Thì nó được 5.4 nha. 5.4 OK nha. Để hộ bên ngay chân cái đèn led nó khó thấy. 5.4 dưới đây thì sẽ âm 5.4. Rồi chuẩn nha. Ở trên đây sẽ là cái nguồn cho IC nè, nguồn 12V nha. Càng ngày nó càng giảm xuống do chưa có IC, chưa có tụ tháo rồi. Trên đây thì nguồn 14 ghim cho cái con A này. Đây. Nó có. Rồi anh em, bình thường có thể đóng IC vào được rồi. Rồi thì này hướng dẫn anh em thì nó cũng giống như cái phần của cái mạch kia thôi, cũng 2092 đây, cũng có mấy cái gì không có khác gì trên nha. Rồi thôi sẵn này, lỡ rồi để làm thử xem sao ha anh em, chạy không nha. Rồi thì cũng giống như mấy video trước thôi anh em, hướng dẫn ha. Thì khò trên cái mạch trước, khò cái mạch trước cho nó nóng rồi để IC vào nha. Anh em thấy chưa chắc ăn nữa thì lấy cái mẫu hàng hàng lại ha, lấy hàng hàng thêm cho nó. Nha. Lấy một hàng hàng thêm chì đây cho nó ha.
Thật ra thì lúc đầu mình có thể dùng cái mẫu hàng để mình hàn vào được bình thường nha anh em, nhưng mà mình khò để cho cái chì ở ngay chân chỗ có chân linh kiện nó chảy ra, rồi mình nhận linh kiện nó xuống rồi nó mới sát cái đường mạch này. Anh em thấy cái đường mạch này anh em thấy không? Đây, đường mạch này là cái phần này là nó được phủ đồng, phủ mát hay là nó phủ lớp thiết nữa để giải nhiệt cho nó ha. Thì nó càng sát xuống cái linh kiện, nó càng sát xuống cái đường mạch này nè, thì nó giải nhiệt càng tốt cho con IC ha, giải con IC nó bền hơn. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Đây thì sau khi đóng vào nè, anh em thấy không? Ở đây thì mình sẽ đóng vào con CS nè. Đây, cái con này dễ thấy chữ nè. Này ha, CS3120. Đấy, thì cái con này là có thể thay thế cho 2 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
dễ hơn là cái con 2092 nha. Đấy thì y sẽ thay thế thôi, anh em có thể đóng 2092 hoặc là linh kiện tương đương ha. Con này là con linh kiện tương đương, nó cũng giống như mà anh em có thể thay thế 5532 với 4558 như mấy con ốp em thể thay qua thay lại vậy đó anh em, chứ không có gì cả nha. Rồi nha, sau khi đã cấy phép nè, ở đây mình cấy vào con 4620 này nha. Đây rồi, IC cấy đầu đầy đủ hết thì cái class D này á, cái class D này anh em chỉ cần gắn con MOSFET vô là được, loại nào cũng được, nhưng mà phải cái dòng chịu đựng và cái điện áp chịu đựng nó là phải bằng hoặc hơn cái con cũ nha anh em, thì thay con nào cũng được. Đấy, gần MOSFET là được ha. Còn cái này nó không có căn chỉnh giống như mà cái phần chạy chạy sò ha, phải chuyên dụng thì mới được, con này không cần thiết nha. Rồi để mình cấp nguồn dập, để mình cấp nguồn dập thử nha nè, nên em đợi mình xíu kiếm cái dây lo làm trực tiếp thì nó hơi lâu mất thời gian nha anh em thông thông cảm, và mình làm trực tiếp thì nó cũng lùm xùm, nó hơi không có được chỉnh chu ha, tại vì để cái máy quay vừa làm khó khăn lắm nha. Rồi đo thử cái áp ra lo nha anh em, trước khi cắm cái lo, đo thử cái áp ra lo cái. Rồi em lo không won này nha, đây em lo không won đấy. Rồi cắm thử cái lo vô nè, đây nó ù nè anh em thấy không, đấy chạy nè. Rồi như vậy là chạy nha anh em. Rồi thì video đây là xin kết thúc nha, chào tạm biệt anh em.